Hiện nay thì Hương đã đến nhà của em Huỳnh Thị Huyền Trang, học lớp 9A2 tại trường trung học cơ sở Nguyễn Du. Thưa quý vị, thì trong thời gian vừa qua thì Hương biết được là gia đình Huyền Trang đang gặp rất là nhiều khó khăn, và ngày hôm nay thì Hương cũng muốn đến đây thăm gia đình để hiểu hơn về hoàn cảnh của gia đình. Thưa Hương xin trân trọng giới thiệu với quý vị, đây là ông ngoại của Huyền Trang, đây là bà ngoại của Huyền Trang. Và khi đến đây thì Hương thực sự là rất là thương, thấy rất là thương cho hoàn cảnh của gia đình em Quỳnh Thị Huyền Trang. Hương không ngờ là cái nơi ở của gia đình Huyền Trang lại xuống cấp đến mức này. Gia đình đang ở một cái nơi mà Hương thấy là rất là ẩm thấp, rồi là xung quanh thì dột tứ bề hết trơn rồi. Thưa chú, thì cứ cho con hỏi là công việc của mình hiện nay là gì hả chú? Đi mua nghe chai thôi. Dạ, đi mua nghe chai. Đây là những cái đồ đạc mà chú đang mua đó hả? Dạ. Ve chai này mình mua mình bán lời được nhiều không chú? Nhầm bữa này được khoảng 80%. Dạ. 50-60. Dạ, nhầm bữa 50-60, nhầm bữa là 70-80%. Nhưng mà mình có mua được, mình có bán được hàng ngày không chú? Cái thu nhập của mình có đều đặn hàng ngày hay không? Không, không ạ. Dạ. Lớn rồi, tuổi rồi, yếu mà con mắt nó không yếu hơn đó rồi đi. Dạ, chúng ta là gì vậy, rồi nó thay hoa, rồi mình thấy là bữa dạ. Rồi có bữa là sức khỏe không tốt thì mình cũng không đi được chứ ha. Dạ, rồi con được biết là cô ở đây thì sức khỏe cô cũng không tốt. Cô sức khỏe cô đang gặp vấn đề gì ạ? Nhức tay, cái tê tay cô, cái tê sau, đầu hoài là không làm được không? Vậy thì mặc dù không có đi làm được nhưng mà cô ở nhà cô có làm gì thêm để mà ta cho cô biết đi lại đây luôn. Dạ. Đây là củi mà người ta cho đó hả cô? Cho. Dạ. Rồi cái chỗ ngủ của mình là ở đây hả? Ở đây. Chỗ ngủ của mình ở đây. Rồi hàng ông bà với lại bé là ngủ ở đây luôn hả? Ngủ đây luôn. Ngủ chung với ba hai chồng cháu ngoại ngủ đây luôn. Cô chú với bé là ngủ ở một giường này. Con thấy nhỏ quá mà ngủ. Nằm ngủ chung luôn hả? Sao mình không tận dụng cái giường bên đây để ngủ với cô? Cái mùng nó gắt rồi. Gắt rồi. Mùng gắt rồi. Giờ chỉ còn có cái mùng thôi hả? Cái mùng thôi mà da cũng giá cũng nó nhậm nhậm mà dạ. Nằm ngang là ngủ. Nằm ngang đó hả? Ôi ơi cái giường này rồi nằm ngang hả? Nằm ngang lại xong rồi là con to to nhỏ lại đúng rồi, cái giường này con thấy rất là nhỏ luôn đó. Cô được biết là Huyền Trang thì hiện nay thì do là thấy là ông bà của mình đã lớn tuổi rồi thì Trang cũng đã cố gắng vươn lên để mà làm phụ tiếp gia đình. Vậy thì Huyền Trang nói cho cô biết là hiện nay là Huyền Trang đang làm cái công việc gì để kiếm thêm thu nhập cho gia đình? Cô là cô như là má cô chứ đi bán bún quán nước đi bún 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 bán quán nước hoặc làm móng. Thì những công việc này con có làm thường xuyên không? Con có được làm đều đặn hay không? Có làm móng thì lâu lâu mới có đi làm. Lâu lâu mới đi làm một lần. Còn là bún quán nước thì con có làm hàng tháng đều đặn hay là con? Dạ, đều đặn luôn hả? Nhưng mà bây giờ mùa dịch này thì con còn làm nữa hay không? Dạ. Dạ. Hồi trước thì con bưng quán nước như vậy thì mỗi tháng con được bao nhiêu? Dạ, được vài chục ngàn. Mỗi ngày được vài chục. Rồi, thưa quý vị, là thật sự thì gia đình của em Huyền Trang đang đối mặt với rất là nhiều thử thách, nhất là Huyền Trang hiện nay ông bà thì đã lớn tuổi, cái công việc lao động thì với cái thu nhập rất là thấp. Huyền Trang cũng tự vươn lên để mà lo cho gia đình Trang trải cuộc sống, và Huyền nghĩ là một đứa bé mới có mười mấy tuổi đầu mà phải đối mặt với rất là nhiều gian nan thử thách như vậy, nhưng mà em cũng luôn vượt khó vươn lên học tốt. Thưa quý vị, là biết được sự khó khăn này thì Hương đã có trao đổi với anh Gấp Long, và ngày hôm nay thì anh Gấp Long gửi tặng đó là 20 kg gạo và những nhu yếu phẩm cần thiết như là đồ ăn, đường, bột ngọt, nước mắm, rồi nước uống và một thùng mì gói đỏ, vân vân. Thì những cái nhu yếu phẩm này Hương cũng lưỡng lượng để cho gia đình mình là có thể trang trải được trong một tháng. Và đồng thời thì anh Gấp Long cũng có làm tặng cho em Huyền Trang 20 quyển tập và một
một học bút Trang sử dụng cho 200 năm học hết rồi Trang. Và cô mong muốn là với sự giúp đỡ này, chú Quách Long cũng chia sẻ một phần nào những khó khăn với gia đình mình. Và đồng thời thì chú Quách Long cũng là nhận hỗ trợ đóng các khoản tiền đầu năm cho em. Chú nữa cô sẽ mời Huyền Trang đến trường Nguyễn Du để cô đóng các khoản tiền đầu năm cho Huyền Trang, để Huyền Trang yên tâm và có thực hành tốt. Và thưa quý vị, là tấm lòng của anh Quách Long luôn dành cho những học trò nghèo. Thì thưa quý vị, biết được có hoàn cảnh của gia đình như thế này nên là anh Quách Long sẽ nhận hỗ trợ cho gia đình hàng tháng bắt đầu từ tháng này. Và cũng xin chúc mừng gia đình, chúc mừng Huyền Trang là đã được chú Long Quách đã dành những yêu thương cho mình mỗi tháng. Thì tôi nghĩ là với cái sự hỗ trợ 20 kg gạo, tất cả những nhu yếu phẩm cần thiết như thế này, thì gia đình mình cũng sẽ nhẹ đi, sẽ hơi đi một chút khó khăn. Và cũng chúc cho gia đình là luôn luôn có thật nhiều sức khỏe. Được chú tôi Huyền Trang khi mà đã được chú Long Quách hỗ trợ rồi một phần rồi thì mình sẽ yên tâm học tập tốt hơn. Trân trọng cảm ơn anh Quách Long rất là nhiều đối với những hoàn cảnh như vậy mà anh Quách Long đã hỗ trợ để giúp đỡ với cái hành trình lâu dài cho bé Huyền Trang. Thì thật sự là đây là những việc làm rất là ý nghĩa. Một chút nữa thì Hương sẽ nào sự hỗ trợ tiếp tục đến trường trung học cơ sở Nguyễn Du để mà đóng các khoản tiền đầu năm cho em Huyền Trang. Một lần nữa cảm ơn anh Quách Long và xin trân trọng kính chào. Kính thưa cái họ Tâm, thì sẵn từ hôm nay đến đây để đóng tiền cho em Lưu Gia Bảo, thì Hương cũng đóng tiền cho em Quỳnh Thị Huyền Trang. Thì cô ơi, cái phần mà đóng các khoản đầu năm của Huyền Trang cũng giống như bé Lưu Gia Bảo hồi nãy là cũng là 864 ngàn hả cô? Rồi em vừa thấy cô thấy 864 ngàn.